Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chương trình góp nhận 0.2 token GFG. Các bạn, chương trình của token này sẽ list giao sàn Uniswap vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 và nó sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 và dành cho 5.000 người đầu tiên các bạn. Chương trình này góp nay mình clip phần link mô tả nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh góp. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn cho rằng các bạn hiện tại có 2.251 người tham gia rồi các bạn nhấp vào ba chữ trên cửa cùng, các bạn vào setting, các bạn copy username này, các bạn nào chưa tạo dưới username thì các bạn nên tạo cái username tới các bạn, rồi các bạn chờ một xíu máy mình hết pin cần sạc các bạn, bạn nghe không, rồi các bạn bắt đáp lại nha. Rồi các bạn dùng tiếp kênh seller nha các bạn. Điền tên Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, là cái chỗ username hồi nãy đó. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn chờ xíu nha các bạn, cái máy của mình nó bị hết pin. À, cộng anh 1133 nha các bạn. Vâng, 1133 nha các bạn. Rồi xuống thứ hai thì các bạn viewer thì các bạn theo dõi và chia sẻ. Theo dõi và test 3 người bạn nha các bạn. Tweet các bạn theo dõi này nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn test 3 người bạn vào nha các bạn. Đâu rồi ta? À, cộng. Tìm 3 người bạn của mình các bạn. À, cộng Minh. Một A cộng A cộng Huy ba. Rồi bạn test lại ba người bạn nha. Rồi sau khi một phương hãy nghe thấy các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu các bạn. Bà cho cái máy bị gì chờ. Rồi các bạn cũng ghi tiếp tục ghi lại một cái trên Telegram mình nè. Rồi các bạn cũng ghi lại một cái rồi cái này thì các bạn sử dụng trong tên người dùng. Rồi các bạn ghi lại username tweet của mình nha các bạn, cộng MMO. MMO rồi các bạn, Ngọc Anh. Rồi dưới đây thì các bạn bắt là địa chỉ ARC20 với chút wallet, mail wallet. Các bạn copy địa chỉ, các bạn dán, các bạn bấm gỡ các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé. Có nhiều đó mà làm lắm.